Hey, xin chào tất cả các bác. Đây sẽ lại là một cái clip dành cho newbie mà có khả năng là nhiều anh em OB cũng không nắm được. Thì có một cái comment ở trên kênh như thế này, đó là mình đánh bow chang cộng nhầm một point vào thương, có nhiệm vụ nào để reset một point không bro? Đấy, thì mình sẽ chỉ các bạn là khi mà chúng ta cộng nhầm, đây ví dụ như là mình con này của mình đánh kiếm kiên in này, thì mình sẽ cộng phi thiên này và ba bảng phép đúng không? Ok, nhưng mà mình ví dụ mình cộng lỡ cộng một điểm vào hắc sát này chẳng hạn này, thì bây giờ cái tổng điểm tuyệt kỹ của nó sẽ bị trừ đi một và chúng ta không thể cộng mắc ở phi thiên nữa, mặc dù đây mình không cộng. Đấy, chẳng hạn như thế nhá. Có bạn nào lỡ bạn ấy cộng lên đến tận 5 level như thế này chẳng hạn. Đấy, đúng không ạ? Sau đó các bạn lại cộng thêm một cái chiêu thức này nữa vào đây. Thế bây giờ làm nào để tẩy cái này đi? Thì chúng ta có một cái nhiệm vụ chúng ta gọi là nhiệm vụ trái tim mỉm bùa. Đây là một nhiệm vụ khá nổi tiếng ở Sro. Đấy, ok, các bạn đầu tiên các bạn tìm đến các NPC bán máu nha các bạn nhá. NPC bán máu ở tất cả các thành. Ở đây thì mình ở bên Đôn Hoàng, mình đến mình tìm thầy thuốc. Cái bước đầu tiên là các bạn tìm đến NPC bán máu ở các thành. Bước thứ hai là các bạn nhấn đăng ký kênh giúp mình nhá. Ok, các bạn sau khi các bạn nhấn đăng ký kênh chưa ạ? Ok. Nếu các bạn nhấn đăng ký kênh xong rồi thì các bạn sẽ tìm cho mình đó là cái mục số 3 này, mục thu hồi này. Chúng ta sẽ bấm vào thu hồi. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái nhiệm vụ có tên là truy tìm thuốc tái sinh. Chúng ta phải làm hai nhiệm vụ nhá. Chúng ta bấm truy tìm thuốc tái sinh. Ok, chúng ta bấm chấp nhận. Đấy, sau khi chúng ta bấm chấp nhận, chúng ta bấm quy lên để xem nhiệm vụ chúng ta vừa nhận. Chúng ta bấm vào đây. Đó là chúng ta cần uống nước tái tạo để hồi phục lại sinh lực đây. Cấp độ nhân vật, tất cả các cấp độ nhân vật từ cấp độ 20 trở lên. Mục tiêu thu thập nhiệm vụ là 10 trái tim bị nguyền rủa trở lên. Cách thức nhiệm vụ là nhiệm vụ thật lại, không giới hạn số lần các bạn nhé. NPC liên quan là tất cả các NPC bán dược liệu cho các thành. Đổi 10 trái tim mỉm bùa lấy một bình thuốc tái tạo. Ok. Đấy, khi chúng ta nhận được nhiệm vụ rồi thì nhiệm vụ này mình khuyên các bạn là lúc nào các bạn cũng nên nhận, và khi nào các bạn rảnh các bạn về thành các bạn trả sau cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu thập trái tim mỉm bùa bằng cách nào? Thu thập trái tim mỉm bùa bằng cách là chúng ta sẽ đánh những con quái bằng cấp thôi. Bằng cấp trên cấp hoặc dưới cấp một chút thì chúng ta sẽ có khả năng là drop ra được. Ok, bây giờ mình sẽ đi train nha. Trong quá trình train thì chúng ta sẽ nhặt được. Bây giờ mình sẽ thử đi train các bạn xem. Ok, mình để cho nó búp lên đã. Ok, thì các bạn muốn down kỹ năng này làm thế nào? Ôi chết rồi, con này quỷ sinh hoa nhóm rồi. 900 đánh hơi căng đấy anh em ạ. Khả năng mình không ăn được con này đâu, đồ mình không có đủ mạnh ăn nó. Đây mình đánh quái 46 chẳng hạn nhá. 2 hit một con anh em ạ. Ôi, chưa thấy có cái trái tim mỉm bùa nào cả. Đấy các bạn ơi, như vậy chúng ta vừa nhặt được một cái trái tim mỉm bùa rồi. Con pet nó có thể tự động nhặt, và cái trái tim mỉm bùa nó có hình dạng như thế này, nó sẽ chuyển vào trong thùng đồ của chúng ta. Cái tỷ lệ rơi thì nó tầm khoảng nhiều đấy. Các bạn train một ngày các bạn thì nhặt được 200 cái bình thường. Các bạn train full ngày nhá, 5 tiếng giờ xanh thì chúng ta cũng có thể train được khá khá đấy. Ở trong quá trình train thì nó sẽ tự động rơi ra thôi. Đây các bạn ơi, trong quá trình train thì nó sẽ rơi ra trái tim mỉm bùa nhá. Mình nhặt được cái thứ hai rồi. Rất nhanh thôi, tiến độ thì chúng ta sẽ nhặt được tầm khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ nhặt được 1 đến 2 cái. Rất nhanh và rất nhiều. Cái nhiệm vụ trái tim mỉm bùa này ở phần thu hồi thì các bạn có thể là lúc nào các bạn cứ nhận đi. Lúc nào rảnh chúng ta về thành thì chúng ta lại đổi. Và cách đổi như nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau khi mình nhặt được đủ 10 cái nhá. Các bạn chờ một chút, sẽ rất nhanh thôi. Đây rồi, như vậy là mình đã thu thập đủ 10 trái tim mỉm bùa các bạn nhé. Các bạn có thể thu thập từ 10 cái trở lên. Thì mỗi 10 trái tim mỉm bùa này chúng ta sẽ đổi được một vật phẩm để reset được một lần chúng ta up kỹ năng. Thì bây giờ cách chúng ta đổi vật phẩm và cách reset như thế nào thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, mình sẽ tạm dừng boss lại. Thì chúng ta sẽ di chuyển về thành.
Đây chúng ta có 10 trái tim mềm bùa rồi. Ok, sau khi về thành thì chúng ta tìm đến NPC bán máu nhá. Tiệm thuốc. Đó cũng là NPC mà chúng ta nhận cái queen này. Đấy, chúng ta đến và chúng ta nhấn thu hồi. Sau đó chúng ta nhấn vào truy tìm thuốc tái sinh. Và khi đủ 10 trái tim mềm bùa thì chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng. Đây chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng. Ở đây mình có hai cái các bạn nhé. Lúc nãy mình làm một lần rồi. Mình sẽ nhận được một phần thưởng, đó là thuốc nước tái sinh. Thì cách sử dụng thuốc nước tái sinh này như nào? Thì nó không giống như sử dụng bình hồi năng, chúng ta chỉ cần chuột phải và chúng ta có thể sử dụng được đâu. Mà chúng ta sẽ tiếp tục đến với NPC bán máu. Chúng ta nhấn vào thu hồi. Chúng ta nhấn vào kỹ năng trùng lập. Và sau khi ấn kỹ năng trùng lập này thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta đó là bảng kỹ năng. Nhưng ở đây chúng ta có một điểm khác, đó là chúng ta có thể thu hồi được. Các bạn nhìn thấy nút down đây không ạ? DN có nghĩa là down đúng không ạ? Khi chúng ta ấn vào đây. Ở đây nha, ví dụ như lúc nãy mình cộng nhầm bảng hắc sát 5 level. Đấy, bảng hắc sát mình cộng nhầm 5 level với cả một lần tăng kỹ năng. Thì giờ mình sẽ thu hồi này. Thu hồi các bạn nhớ là thu hồi nhá. Không cần mất vàng đâu các bạn ạ, không cần mất vàng. Đấy, thu hồi. Các bạn xin lỗi các bạn là các bạn phải ấn xuống. Đây, chúng ta thu hồi về level 0. Chúng ta nhấn thu hồi. Đấy, như vậy là kỹ năng này chúng ta đã được xóa đi, trở về trạng thái cũ. Và cùng với đó thì khi tất cả những kỹ năng ở cùng mức level đã được thu hồi thì chúng ta có thể thu hồi level. Đây, chúng ta có thể thu hồi xuống level 4. Thu hồi 1 nhá. Tại vì mình chỉ còn một cái thuốc nữa thôi mà. Ok, mình sẽ nhấn thu hồi và đây nó sẽ level 4 rồi. Ok, chúng ta tắt đi. Bây giờ các bạn có thể thấy ở bảng hắc sát thì mình đã xóa bỏ được kỹ năng long nha thương đầu tiên này và đã down về được một level. Thì đó là cách để chúng ta có thể sử dụng được cái nhiệm vụ này và thu hồi kỹ năng một cách miễn phí. Đồng thời thì chúng ta có thể thu ngược lại được điểm kỹ năng nhé. Các bạn mình nhắc lại một lần nữa cho các bạn này. Các bạn vào NPC mua máu ở các thành. Và chúng ta nhấn vào thu hồi. Chúng ta truy tìm thuốc tái sinh, chúng ta chấp nhận. Khi đó thì chúng ta mở quy lên, chúng ta thấy có nhiệm vụ truy tìm thuốc tái sinh đây, thu thập trái tim mẻ bùa. Và các bạn nhớ là 10 trái tim mẻ bùa chúng ta sẽ thu hồi được một lần nhé. Và đối với các bạn mà nhỡ tay một lần hai lần thì mình nghĩ nó đơn giản thôi mà. Chúng ta sẽ mất chỉ tầm khoảng 10 phút để thu hồi được một lần. Như vậy một ngày chúng ta thoải mái, chúng ta thu hồi được một ngày chúng ta trên cái cho 5 tiếng đi, 5-6-30 thì chúng ta có thể thu hồi được 30 lần cơ. Thoải mái các bạn ạ. Các bạn up kỹ năng thoải mái. Và đây cũng là một cách có thể giúp các bạn tiết kiệm được một lượng tiền khá là lớn khi mà các bạn muốn tẩy bảng. Nhưng mà chúng ta không thể tẩy nhanh bằng F10. Tất nhiên là có tiền thì chơi nó dễ hơn rồi. Nhưng đây là cách để cho các bạn chơi mà nó đỡ tốn tiền, mà cũng là một cách để chúng ta trải nghiệm được hết những cái tính năng của game Con Đường Tơ Lụa các bạn nhé. Ok, chúc các bạn chơi game vui vẻ, nhặt được nhiều sun. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như có comment thắc mắc gì các bạn comment xuống dưới. Còn nếu không thì các bạn chưa đăng ký thì giúp mình một lượt đăng ký nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.